Báo cáo là trước khi lắp vĩ đại Sony CFS710SC đủ tiêu chuẩn dâng lên hoàng thượng. Thì quay lại để mọi người xem phên vỉ đã được ký tên. Đây này, đây của mình cung cấp, mình kiểm tra nên là mình ghi tên của mình vào Khang 1861 nha. Đấy, Sony CFS710SC đủ tiêu chuẩn để dâng lên hoàng thượng. À, điện trở phân áp và điện trở zin này xanh như này. Đây, cái thằng cu này này. Đây cái nữa này. Đây cái thằng cu này này. Đó. Đấy, bây giờ tiếp tục đến bên dưới. Đây cơ đây. Cơ đây cũng phải ghi Khang 1861 vào là do lão nông Chi Điền cân chỉnh. Đấy. Chân ốc đây, chân lò xo đây. Đấy, ốc cơ đây. Còn nguyên bản nhá. Nguyên bản đài này nguyên bản thật chứ không phải đài nguyên bản theo lời nói. Đấy. Ốc đây. Bên đây cũng ghi Khang 1861 vào đây nha. Đấy. Còn cái này nãy lại quên chưa ghi. Thế nhưng mà cái này chân ốc này. Đấy, nguyên bản hết nha. Bên đây nữa này. Bên đây nữa này. Thôi xin phép dừng clip vào đây để lắp nó vào thôi.